Muốn làm những điều chưa từng có, hãy dám thực hiện những điều ta chưa từng làm. Dám sáng tạo, dám thử thách, dám phát triển. Vượt qua năm 2023 nhiều biến động, IKEA đã mạnh mẽ ghi dấu ấn trên thị trường công nghệ bằng việc cho ra mắt một loạt sản phẩm đột phá. Cột điện Eligate, cảm biến đỗ xe thế hệ mới Elisen E48, giao diện Eligo Smart và phần mềm cảnh báo tốc độ G-Speed, Android Box Eliview D5, màn hình Android Auto giao diện đẹp Android Eliview V5, cùng vô vàn nâng cấp khác nhằm mang đến những tiện nghi hiện đại nhất, đẹp nhất, tinh tế nhất cho chủ nhân xe hộp tại Việt Nam và quốc tế. Với khát khao tiên phong cùng nỗ lực mạnh mẽ, năm 2023 ghi dấu ấn bước phát triển ngoạn mục của IKEA khi phát triển nâng cấp cốp điện Eligate cho khả năng mở và đóng cốp xe một cách nhanh chóng, thuận tiện, chỉ bằng một nút bấm hoặc điều khiển từ xa. Đặc biệt, tính năng đá cốp thông minh đã nâng tầm trải nghiệm của lái xe lên một tầm cao mới, trở thành sự lựa chọn hoàn hảo không thể thiếu cho xế cưng tại Việt Nam. Hiện nay, cốp điện Eligate của IKEA đã có thể lắp đặt trên các dòng xe Kia, Hyundai, Ford, Toyota, Honda, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan. Cùng với đó, IKEA đã cho ra mắt công nghệ cảm biến đỗ xe Elisen E48, đẳng cấp mới về cảm biến trước sau toàn diện, hiển thị đa màn, cảnh báo âm thanh rõ ràng 3 mức trước sau toàn diện. Lắp đặt như zin, giúp đỗ xe chỉ là chuyện nhỏ. Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, đến thời điểm hiện tại, cảm biến đỗ xe Elisen E48 đã lắp đặt được trên hầu hết các dòng xe như Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Ford, để ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của lái xe. Điểm nhấn tuyệt vời trong thiết kế màn hình ô tô năm 2023 của IKEA chính là giao diện Eligo Smart, hội tụ đầy đủ tính năng mà người lái xe cần trên duy nhất màn hình chính. Google Maps, ứng dụng tìm đường chính xác không thể thiếu trên mọi hành trình. G-Speed, cảnh báo tốc độ giới hạn cho ô tô với độ chính xác lên tới 95%, giúp cảnh báo tốc độ giới hạn theo thời gian thực và phía trước bằng cả hình ảnh và âm thanh, mang đến cho lái xe sự an toàn tối ưu, không lo phạt nguội. IKEA Entertainment, giải trí đa tầng không quảng cáo, đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn của người lái. Cảnh báo áp suất lốp hiển thị rõ ràng trên widget màn hình chính xác đến từng giây, giúp chuyến đi luôn đảm bảo an toàn. Hiện IKEA đã phát triển widget cập nhật đầy đủ thông tin của 5 lốp, bao gồm cả lốp dự phòng. Siêu phẩm Android Box Eliview D5, D5 Premium với giao diện thông minh Eligo Smart, trọn vẹn tất cả các tính năng mà người lái cần trên cùng một màn hình chính, vừa ra mắt đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng lái xe Việt, viết lại tiêu chuẩn cho dòng sản phẩm Android Box Auto tương thích với đa dạng kích thước màn zin xe, màn dọc, màn ngắn, màn ngang. Android Box Eliview mới nhất của IKEA sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho chủ nhân yêu màn zin, mang đến trải nghiệm lái xe thông minh hoàn toàn mới, chỉ có ở Android Box IKEA. Cuối cùng cũng chính là cơn địa chấn lớn nhất trong năm, đến từ sự ra mắt của màn hình Android Eliview thế hệ 5 của IKEA. Lần đầu tiên màn hình Android Auto của IKEA có giao diện đẹp, bao gồm hai phiên bản Eligo Smart và Eligo Gold, sở hữu trọn đủ tất cả tiện ích người lái cần trên duy nhất một giao diện màn hình chính. Kết hợp thêm độ phân giải chuẩn 2K và hệ điều hành Android 12 hiện đại bậc nhất, IKEA Eliview V5 trở thành dòng màn hình Android Auto toàn diện nhất thị trường hiện nay, toàn vẹn từ sắc đến âm. Chỉ cần lên xe nổ máy và lái, còn lại tất cả đã có màn hình IKEA lo. Với tốc độ phát triển như vũ bão, IKEA đã tạo ra hàng loạt cơn sốt công nghệ trong cộng đồng lái xe, với hệ thống 1.000 đại lý trên 63 tỉnh thành và 5 trung tâm bảo hành trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, IKEA luôn tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp, coi trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bởi chúng tôi luôn coi con người là đích đến của thành công. Kết quả mà IKEA có được là nhờ sự nhiệt huyết từ đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm với khả năng phát triển sản phẩm độc đáo. Đó còn là sự tận tâm của đội ngũ chăm sóc khách hàng với phương châm bất kể khi nào khách hàng cần, IKEA luôn có mặt. Hay đó là sự nhạy bén của đội ngũ marketing, tinh thần quyết liệt của đội ngũ kinh doanh, là sự linh hoạt của phòng đào tạo, là trách nhiệm của đội ngũ kỹ thuật vì mục tiêu đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Tất cả đã tạo nên nền tảng nỗ lực mạnh mẽ để IKEA
ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường công nghệ xe hơi tại Việt Nam và vươn ra quốc tế. Những sản phẩm chiến lược ra mắt năm 2023 của Aika đã được đông đảo khách hàng là cộng đồng lái xe Việt Nam tin dùng. Điều này đã phần nào khẳng định vị thế của Aika trên thị trường, cũng như một lần nữa định hình lại kim chỉ nam mô hình hoạt động, không ngừng nỗ lực tìm tòi, phát triển ra những sản phẩm mới nhằm mang lại sự tiện ích tối đa cho người tiêu dùng Việt Nam. Thay mặt cho Aika, tôi xin cảm ơn quý khách hàng, những người đã luôn tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm của Aika. Cảm ơn quý đại lý, đối tác đã đồng hành cùng với Aika. Cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên của Aika, những người đã cùng nhau kề vai sát cánh, giúp cho Aika càng ngày càng tiến xa. Năm 2024 đã đến và Aika sẽ vẫn kiên định đi theo con đường là nghiên cứu các cái sản phẩm công nghệ thông minh mới dành cho xe hơi, phù hợp nhất, ưu việt nhất cho người Việt, để cho cộng đồng lái xe của người Việt Nam chúng ta có những cái sản phẩm công nghệ giúp cho việc lái xe vui vẻ hơn, an toàn hơn. Và xuân Giáp Thìn 2024 đã tới. Thay mặt công ty Aika, tôi xin kính chúc quý vị khách hàng, quý vị đại lý, quý vị đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên của Aika một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Aika, công nghệ thông minh cho xe bạn.